Kính thưa quý vị, ngày hôm nay bác sĩ Đức sẽ chia sẻ với quý vị cái chuyên đề về gan, thận và hệ miễn dịch ở gia cầm. Tình trạng sôi động về chăn nuôi gia cầm như hiện nay thì việc bà con đó là cơ hội bà con chúng ta trở lại tăng gia sản xuất. Bên cạnh cái việc chúng ta trở lại tăng gia sản xuất mạnh hơn thì đồng nghĩa với việc áp lực dịch bệnh cũng ngày càng lớn hơn. Thì khuyến cáo bà con ngoài việc chúng ta sử dụng các sản phẩm vaccine để phòng bệnh đầy đủ cho đàn gà, đàn gia cầm chúng ta thì chúng ta cũng cần sử dụng đến kháng sinh để phòng bệnh cho đàn vật nuôi chúng ta về những bệnh vi khuẩn. Hơn hết là chúng ta cũng cần sử dụng các sản phẩm chế phẩm sinh học để chúng ta phòng các bệnh liên quan đến không rõ nguyên nhân, suy giảm miễn dịch ở đàn gia cầm chúng ta. Và ngày hôm nay bác sĩ Đức sẽ nói đến vấn đề ba cơ quan mà chúng ta cần lưu tâm là gan, thận và hệ miễn dịch. Đó là những cơ quan mà chúng ta, cơ quan thầm lặng bảo vệ trong đàn gà chúng ta mà nhiều khi bà con chúng ta chưa để ý. Đây là gan, chúng tôi muốn nhắc tới đây đó chính là những cái bệnh liên quan đến gan và liên quan đến virus, ví dụ như là lơ cô gan sưng to hay là bệnh viêm gan thể vùi hay một số bệnh liên quan đến gan khác, đặc biệt là những bệnh liên quan đến virus. Thì cái việc mà chúng ta xử lý những bệnh liên quan virus thì ngoài chúng ta sử dụng các dòng giải độc gan cấp ra thì chúng ta cần sử dụng thêm các dòng thuốc kháng virus mà có chứa thành phần kháng thể IgG. Kháng thể IgG nó sẽ tác dụng là trung hòa độc tố, kìm hãm, khống chế sự phát triển của virus. Vì vậy khi chúng ta sử dụng các dòng giải độc cấp thì ý nghĩa tác dụng nó mới cao hơn. Vì khi chúng ta dùng giải độc mà không kìm hãm được sự phát triển của virus thì chúng ta dừng giải độc là cái gan gà chúng ta lại có nguy cơ hỏng trở lại. Chính vì vậy công ty Hà Thành tôi giới thiệu quý vị cái giải pháp là BioSmart 102. Đây là một chế phẩm có axit hữu cơ dạng giải độc. Thì hiện nay trên thị trường là có axit hữu cơ dạng tẩy diệt đường ống và axit hữu cơ dạng giải độc. Thì BioSmart 102 là có chứa axit hữu cơ dạng giải độc. Thì cái lợi điểm của axit hữu cơ ấy, ngoài tác dụng giải độc gan cấp ra, nó còn tác dụng giải độc toàn cơ thể. Đồng thời trong sản phẩm BioSmart này còn có chứa kháng thể IgG giúp kháng virus và trung hòa độc tố. Vì vậy khi chúng ta sử dụng cái dòng giải độc gan cấp BioSmart 102 này thì nó sẽ có lợi điểm hơn các dòng giải độc gan thông thường mà không có chứa kháng thể. Thì hiện nay là trên thị trường ấy, những dòng giải độc gan thì rất là nhiều. Dòng giải độc thận thì cũng có một số ít. Thì những bệnh chúng ta cần nhắc tới ở đây, những bệnh liên quan đến thận như là IB thể thận hay là Gumoro hay là bệnh gút, hội chứng gút hay là độc tố mốc. Thì những bệnh liên quan thận này mà những bệnh mà trầm trọng thì thường là những bệnh do virus. Vì vậy khi chúng ta giải độc thận thì ngoài chúng ta sử dụng các sản phẩm giải độc thận ra, chúng ta vẫn phải cần sử dụng các sản phẩm kháng virus rồi beta glucan để tăng cường miễn dịch cho đàn gia cầm chúng ta. Thì BioSmart là một sản phẩm rất là hoàn hảo để chúng ta xử lý các vấn đề liên quan đến thận đó. Vì vậy khi chúng ta giải độc thận thì ngoài chúng ta sử dụng các sản phẩm giải độc thận ra, chúng ta vẫn phải cần sử dụng các sản phẩm kháng virus rồi beta glucan để tăng cường miễn dịch cho đàn gia cầm chúng ta. Thì BioSmart là một sản phẩm rất là hoàn hảo để chúng ta xử lý các vấn đề liên quan đến thận đó. Cái cơ chế của BioSmart khi giải độc thận như nào? Thì BioSmart như tôi vừa nói ở trên, nó có chứa thành phần là axit hữu cơ dạng giải độc. Khi trong thận của đàn gia cầm ta tích tụ muối urat trong thận thì axit hữu cơ nó sẽ tác dụng là đẩy các hạt urat muối đó ra khỏi bề thận theo đường hậu môn ra ngoài và giúp cho thận lành lại. Kết hợp với kháng thể IgG nó sẽ giúp kiểm soát virus trong cơ thể đàn gia cầm chúng ta. Vì vậy khi mà vừa được giải độc thận vừa được kiểm soát virus thì cái đàn gà chúng ta sẽ mau hồi phục hơn. Ngoài ra ấy, thì trong cái BioSmart này ấy, nó còn chứa cái tinh chất lâm men, chứa kháng thể, chứa beta glucan. Beta glucan nó sẽ giúp kích thích sản sinh miễn dịch, tăng cường miễn dịch cho đàn gia cầm chúng ta. Khi miễn dịch khỏe, gan khỏe, thận khỏe thì cơ thể gà nó sẽ tránh được các bệnh mà đàn gia cầm ta ốm mà không rõ nguyên nhân. Ngoài ra ấy, thì BioSmart còn chúng ta còn có thể đưa vào để úm gà con, giúp hạn chế các hiện tượng mà tiêu chảy do vi khuẩn gây ra như là E. coli hay thương hàn hay viêm ruột. Vì sao? Vì bản chất cái axit hữu cơ này nó sẽ giúp tiêu diệt tất cả các con vi khuẩn gây hại trong đường ruột khi mà sử dụng thường xuyên các sản phẩm này. Và axit hữu cơ ấy cũng chính là môi trường thuận lợi giúp cho con men phát triển nhân lên nhanh hơn.
Thế vì vậy khi chúng ta uống bằng cái BioSmart 102 này ấy, sẽ giúp con gà đường ruột khỏe mạnh, tốc độ lớn nhanh hơn, đồng đều hơn. Và đồng thời BioSmart nó cũng làm tăng cường khả năng bảo hộ vaccine cao hơn. Chính vì vậy chúng tôi mới nói là BioSmart là một sản phẩm, một giải pháp hoàn chỉnh cho cả gan, thận và hệ miễn dịch. Tôi đánh giá rất cao cái sản phẩm BioSmart 102 của công ty Hà Thành. Khi đưa vào giai đoạn úm rất hiệu quả, đều đẹp, gan thận khỏe mạnh và hệ miễn dịch đều rất là tốt. Và nó có thể thay thế kháng sinh trong quá trình phòng tiêu chảy ở giai đoạn úm cho gia cầm. Trước và sau khi làm vaccine, từ 3-4 ngày tôi đưa sản phẩm BioSmart vào sử dụng thấy bảo hộ vaccine được tăng lên. Còn những cái bệnh liên quan đến gan thận như leuco, ký sinh trùng máu đầu đen, IB thể thận, gumodo, tôi đưa sản phẩm BioSmart 102 này vào thì thấy giải độc nhanh hơn và tỉnh táo rất nhanh, giảm tỷ lệ chết, gà ăn uống trở lại rất nhanh. Cái sản phẩm BioSmart 102 này tôi thấy nó rất là tốt, là một sản phẩm rất ưu việt của công ty. Vì bà con chăn nuôi nên tìm cái sản phẩm này để sử dụng trong quá trình chăn nuôi rất là tốt và hữu ích, tăng cái quá trình hiệu quả chăn nuôi lên rất là cao. Tôi uống gà tôi rất thích cái sản phẩm BioSmart 102 của công ty Hà Thành. Bởi vì uống cái này là gà nó phân nó khô, nó ít tiêu chảy, mà độ đồng đều của đàn nó rất đều. Mà những khi mà gà nó mà uống kháng sinh nhiều ấy, mà nó cảm thấy nó mệt mỏi ấy, cho nó uống thì nó tỉnh rất nhanh. Và tôi khuyên bà con là nên tìm cái sản phẩm này để mua để dùng cho gà, rất tốt. Thưa quý vị, là một vấn đề về gan nữa mà tôi muốn chia sẻ với quý vị, đó là hiện tượng gan nhiễm mỡ hay vỡ nát gan, và đặc biệt là con gà đẻ chúng ta về mùa nóng. Thì cái hiện tượng mà chúng ta thấy như con gà Ai Cập trắng, các bác thấy là hiện tượng mà chúng ta mổ con gà ra, trước khi mổ thấy là ức nó rất là trắng này, hoặc là có hiện tượng là chúng ta mổ ra thấy có cái cục máu đông như là tiết ấy, trào ra, hoặc là bám vào gan, có hiện tượng là gan xuất huyết, người ta gọi là hội chứng xuất huyết gan nhiễm mỡ ở gà đẻ. Trong sản phẩm BioSmart này nó sẽ chứa cái thành phần L-carnitine. Cái thành phần này nó sẽ giúp đẩy mỡ ra khỏi gan, giúp ngăn chặn hoàn toàn hiện tượng gan nhiễm mỡ ở gà, đặc biệt là gà đẻ. Đồng thời trong sản phẩm BioSmart 102 này nó chứa cái thành phần là betaine, nó sẽ giúp là phục hồi mô gan. Đấy, khi mà gan bị có vấn đề bị bệnh rồi thì sau khi BioSmart giải độc xong, các thành phần axit giải độc xong thì betaine nó sẽ tác dụng là phục hồi mô gan. Vừa rồi là bác sĩ Đức có chia sẻ về quý vị về cái sản phẩm là BioSmart 102 của công ty Hà Thành sản xuất, với chức năng về gan, thận và hệ miễn dịch. Xin chúc bà con sẽ có một mùa chăn nuôi bội thu.